Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Vương Tấn Việt cũng đã thừa nhận việc này. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật. Như vậy, đến nay đã có kết quả xác minh của cơ quan chức năng khẳng định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp sử dụng để đăng ký học các bậc học khác như cử nhân đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Vậy căn cứ nào để thu hồi những bằng cử nhân, tiến sĩ mà cơ sở đào tạo đã cấp cho ông Vương Tấn Việt? Luật sư Đặng Trường Thanh, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoản 3 điều 20 quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm thông tư 08-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định người học sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp sẽ bị buộc thôi học, văn bằng tốt nghiệp nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ. Khoản 1 điều 5 thông tư 08-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã nêu rõ điều kiện dự tuyển khi tuyển sinh đại học bắt buộc đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam hoặc người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp trung học phổ thông. Tương tự, đối với quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, điểm A khoản 3, điều 16, quy chế ban hành kèm theo thông tư 23-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Học viên vi phạm một trong các quy định sau sẽ bị buộc thôi học, bằng thạc sĩ nếu đã được cấp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ như có hành vi gian lận trong tuyển sinh, học tập, bảo vệ luận văn, đề án hoặc gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp bằng chính chỉ. Trường hợp học tiến sĩ, điểm B khoản 5 điều 21 quy chế ban hành kèm theo thông tư 18/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ, nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ, việc thu hồi bằng được thực hiện trong những trường hợp Hồ sơ quá trình đào tạo được xác nhận có vi phạm, sai sót nghiêm trọng dẫn đến người được cấp bằng không còn đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện dự tuyển công nhận nghiên cứu sinh và duy trì các điều kiện đảm bảo chất lượng trong quá trình học tập và nghiên cứu tại cơ sở đào tạo. Căn cứ vào các quy định trên, cơ sở đào tạo nào cấp bằng đại học, thạc sĩ cho ông Vương Tấn Việt thì tiến hành thu hồi chứng chỉ, trường đại học luật Hà Nội cấp bằng tiến sĩ thì sẽ là tổ chức tiến hành thu hồi bằng tiến sĩ của ông này. Theo kết quả xác minh, ông Vương Tấn Việt thích chân quang sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học thu hồi văn bằng đã cấp cho ông này. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sau thời gian phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh, xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông Việt đã thừa nhận việc này. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan khẩn trương thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật, đồng thời ra soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự. Được biết, ngay sau khi có báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tấm bằng cấp 3 của ông Việt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác minh ban đầu cho thấy có cơ sở nghi ngờ chất lượng của tấm bằng này, đồng thời phối hợp với cơ quan an ninh để điều tra nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến bằng cấp của ông Vương Tấn Việt. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án tiến sĩ của ông Vương Tấn Việt ở Đại học Luật Hà Nội. Trên cơ sở đó, Bộ thành lập hội đồng thẩm định luận án được biết, ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959, tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh năm 2001 tại trường Đại học Ngoại ngữ, nay là trường Đại học Hà Nội, tốt nghiệp đại học ngành luật năm 2019 tại trường Đại học Luật Hà Nội, văn bằng thứ hai vừa học vừa làm. Ông Việt được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân ngành luật văn bằng 2 ngày 15 tháng 1 năm 2019 xếp hạng loại giỏi. Sau những thông tin về tấm bằng cấp 3 của ông Việt là giả, phía các trường đại học luật và đại học Hà Nội đều khẳng định quá trình đào tạo đúng với quy định và khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, các trường sẽ thực hiện xử lý bằng đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những ngày qua, phát ngôn của CEO Nguyễn Phương Hằng liên quan đến cư sĩ Minh Tuệ đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó hiểu khi CEO Nguyễn Phương Hằng tuyên bố đòi quất sư Minh Tuệ không trượt phát nào, trong khi vị cư sĩ này chưa hề gặp gỡ, cũng chưa hề có bất kỳ phát ngôn nào đụng chạm đến bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng CEO Nguyễn Phương Hằng đang vượt quá giới hạn của tự do ngôn luận, có những phát ngôn mất kiểm soát đến cư sĩ Minh Tuệ. Đặc biệt, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều bài nhạc chế hoặc nhạc tự sáng tác mang tính kể tội, chỉ trích, lên án, siêu Nguyễn Phương Hằng vì những phát ngôn liên quan đến cư sĩ Minh Tuệ. Trong đó có bài nhạc chế đặt tựa Thầy tôi tội gì dựa trên nền nhạc của bài Đứa con tội lỗi do một tử tù ở Nghệ An sáng tác vào năm 1995. Bài nhạc chế này ngay sau khi tung lên mạng đã được lan truyền chóng mặt. Thậm chí còn có cả bản karaoke để mọi người có thể hát. Ngoài ra, còn có một bài hát được đặt tựa đề Than Trách do Nguyễn An Nhiên viết nhạc, Đông Hải viết lời, Thảo My thể hiện. Trao đổi với dân Việt, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho rằng, không phủ nhận thời gian qua, CEO Nguyễn Phương Hằng cùng chồng và công ty làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng muốn nói gì thì nói, đụng chạm đến ai thì đụng chạm theo nghệ sĩ nhân dân vương duy biên ceo nguyễn phương hằng nên biết tôn trọng danh dự nhân phẩm tự do tín ngưỡng của người khác nếu phát hiện ai đó sai phạm thì báo cáo lên cơ quan chức năng nếu có bằng chứng để họ xử lý theo quy định của pháp luật không nên tự tạo ra một diễn đàn để thỏa mãn sự hiếu kỳ của một số người có thể hết người này đến người khác hết chuyện này đến chuyện khác chưa kể là cách nói rất cảm tính Chiều ngày 20 tháng 10, CEO Nguyễn Phương Hằng đã có buổi nói chuyện tại khu du lịch Đại Nam với chủ đề thông cảm hay vô cảm. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định chắc nịch rằng trong talk show này, bà sẽ quất sư minh tuệ không trượt phát nào. Chính điều này khiến cho rất nhiều người hồi hộp chờ đợi để xem CEO Nguyễn Phương Hằng nói gì về sư minh tuệ, nói riêng và một số người bà đã đề cập trước đó nói chung. Tuy nhiên, trong thóc sâu này, bà Nguyễn Phương Hằng lại không quất sư minh tuệ như đã nói trước đó, mà đánh lái sang một câu chuyện nhạy cảm khác. Tại buổi trò chuyện này, bà Nguyễn Phương Hằng cũng thừa nhận quá khổ đau vì những chuyện trên mạng xã hội. Bây giờ, tôi chỉ nghe ngóng chuyện xã hội để biết tình hình xã hội thôi, chứ để đi sâu vào bàn luận, tôi không còn cảm xúc nữa. Tôi quá khổ đau vì những chuyện trên mạng xã hội rồi, tôi đi xa xa quá. Siêu Nguyễn Phương Hằng nói. CEO Nguyễn Phương Hằng cũng tâm sự rằng bà sẽ vẫn xuất hiện thường xuyên ở khu du lịch Đại Nam để giao lưu, chụp ảnh với mọi người, nhưng không can thiệp vào những câu chuyện trên mạng xã hội nữa vì như thế thì cô xỉ nhục cô quá. Mới đây trong buổi giao lưu tại khu du lịch Đại Nam, CEO Nguyễn Phương Hằng đã thể hiện bài hát T30 và tôi và mưa ăn phước do bà chế tác phần lời trên nền nhạc bài hát Đoạn buồn đêm mưa của tác giả Tú Nhi và Vinh Sử. Tú Nhi là nghệ danh của danh ca Chế Linh. Những clip ghi lại phần biểu diễn này sau đó được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng xã hội. Thậm chí, ngày hôm sau, phần beat karaoke bài nhạc chế này cũng đã được sản xuất và tung lên mạng để mọi người có thể hát theo thực tế bài hát đoạn buồn đêm mưa từng được thể hiện thành công bởi rất nhiều giọng ca như chế linh trưởng vũ đan nguyên hoàng châu mai thiên vân ngọc linh theo danh ca chế linh bài hát này được ông viết lúc hẹn gặp một người bạn gái ở sài gòn nhưng bạn chưa kịp đến điểm hẹn thì trời đổ mưa tầm tã đường phố như suối nước ông ngồi một mình trong quán chờ mưa tạnh vừa uống mấy ly rượu vừa sáng tác bài hát này Bài hát này viết vào mùa mưa năm 1969 và thu vào đĩa nhựa 45 của hãng đĩa Việt Nam. Sau đó, tôi có cho Vinh Sử đứng tên chung khi đi xin giấy phép để Vinh Sử được tự in và bán nhạc lẻ, coi như giúp bạn vô điều kiện. Suốt từ đó đến nay, tôi vẫn chưa hề đòi hỏi bất kỳ một đồng thù lao nào từ nhạc sĩ Vinh Sử. Cũng nói thêm, bài này từ nhạc đến lời đều là của Tú Nhi rất cảm ơn vinh sử đã cưu mang và nuôi dưỡng mấy mươi năm qua đứa con tinh thần của tú nhi danh ca chế linh nói danh ca chế linh cho rằng thời gian gần đây có những sự tranh chấp vô lối những bài hát do ông sáng tác đặc biệt khi chính bài hát do mình sáng tác và đăng lên kênh youtube của mình thì bị khiếu nại bản quyền bởi một đơn vị thứ ba đơn vị này cho rằng họ đã sở hữu những bài hát của nhạc sĩ vinh sử trong đó có bài đoạn buồn đêm mưa của tú nhi vì thế, ông muốn thu hồi bài hát trên để tránh mọi phiền phức không đáng có. Vì nhạc sĩ Vinh Sử đã không còn nên với tư cách là chính chủ của bài này, tôi xin chính thức thu hồi lại bài hát kể trên kể từ hôm nay. Để tránh mọi phiền phức không nên có, danh ca Chế Linh chia sẻ. Nam danh ca cũng nói thêm rằng, tôi có đủ giấy tờ gốc để chứng minh bài hát này là một mình tôi sáng tác, không có Vinh Sử trong đó. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn làm ồn ào thêm vì Vinh Sử cũng đã ra đi rồi vinh sử là một người nhạc sĩ tôi rất thương tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của vinh sử thời đang khốn khó thời đó tôi đã cho vinh sử bài hát này để được in bán và để được để trong các sạp bán nhạc sài gòn khi xưa vấn đề trầm trọng nhất của tôi đó là những tác phẩm của tôi hiện nay đã bị nhiều bên khai thác một cách rất bừa bãi họ dùng các bài hát của tôi trong chương trình của họ mà không giới thiệu tên tác giả không tôn trọng lời gốc bài hát tự ý thay đổi tên bài hát nên tôi nghĩ cần phải lên tiếng để cảnh báo cho các cơ sở đã khai thác nhạc của tú nhi Tôi nghĩ không nên làm những việc đó bởi vì không đàng hoàng. Trong khi mình đang làm văn hóa nghệ thuật thì phải đứng đắn, phải có văn hóa. Không thể vì lợi nhuận mà quên đi những phép tắc, những điều đáng trân trọng. Danh ca Chế Linh nhấn mạnh. Mới đây, phóng viên dân Việt nhận được phản hồi từ công ty BH Media về bài hát đoạn buồn đêm mưa và khẳng định quyền sở hữu thuộc về vinh sử. Đơn vị này cho biết, từ trước đến nay, công chúng luôn biết Vinh Sử là một nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng và có vô vàn các ca khúc tuyệt vời do nhạc sĩ sáng tác hoặc đồng sáng tác. Trong đó có ca khúc nổi tiếng Đoạn buồn thêm mưa được gắn tên đồng tác giả Tú Nhi và Vinh Sử. Điều này không chỉ được đông đảo người yêu âm nhạc ghi nhận mà còn được chứng minh bởi tư liệu trước năm 1975, đó là ảnh chủ trương xuất bản Nhạc sĩ Vinh Sử cũng khẳng định với chúng tôi rằng Chế Linh đã truyền nhượng phần của Chế Linh trong tác phẩm này cho ông. Ông Chế Linh cũng xác nhận việc này trong đoạn video Chuyện Phải Nói đăng tải trên chính kênh Youtube của mình. Năm 2017, lúc sinh thời, nhạc sĩ Vinh Sử đã chuyển nhượng toàn bộ các tác phẩm của ông cho BH Media, trong đó có tác phẩm Đoạn Buồn Đêm Mưa. Giờ nhạc sĩ Vinh Sử đã mất, điều đó cũng không có nghĩa là ông Chế Linh có quyền thu hồi quyền sở hữu đối với tác phẩm này. Theo BH Media, sau khi đã chuyển nhượng phần quyền của mình trong ca khúc cho nhạc sĩ Vinh Sử, thì kể từ thời điểm đó, quyền tài sản của danh ca Chế Linh với tác phẩm Đoạn buồn đêm mưa đã chấm dứt. Danh ca Chế Linh chỉ còn quyền nhân thân, như là quyền được nêu tên, bút danh đối với bài hát. Hiện tại, nhạc sĩ Vinh Sử đã mất, không còn người để đối chất. Chúng ta chỉ căn cứ được vào các thông tin tài liệu lúc còn sống của hai bên đã công khai, cũng như các tài liệu đã có trước đó, chứ không thể căn cứ vào những thông tin một chiều từ riêng ông Chế Linh. Phía BH Media cũng khẳng định, từ năm 2017, khi nhạc sĩ Vinh Sử chuyển nhượng toàn bộ các tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác cho BH Media, thì BH Media đã trở thành chủ sở hữu tác phẩm của nhạc sĩ Vinh Sử, trong đó có tác phẩm Đoạn buồn đêm mưa về những vấn đề bh media đã nêu ở trên dân việt có liên hệ với danh ca chế linh để ghi nhận sự phản hồi nhưng chưa được ông hồi âm chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để cung cấp thêm thông tin về vụ việc này